Ngọc Huyền Show Tình Ca Muôn Thở được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV 57.19 tại miền Nam Cali và 16.12 tại miền Bắc Cali cùng Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ, Canada vào các ngày thứ năm lúc 7:30 tối, thứ bảy 1:30 trưa và thứ hai lúc 7:30 sáng. Mọi góp ý liên lạc xin quý vị gọi về đài 714-892-5400. Ngọc Huyền Show Tình Ca Muôn Thở cũng xin chân thành cảm ơn công ty dược thảo Dragon USA luôn bảo trợ cho chương trình. Công ty dược thảo Dragon USA chuyên bảo vệ tốt cho sức khỏe toàn diện và đặc biệt ngăn ngừa các chứng bệnh nan y. Xin quý vị gọi tham khảo 714-892-5717. Và Ngọc Huyền cũng hân hoan kính chào quý vị cũng như chào anh nhạc sĩ Quốc Võ của em cũng như là MC ca sĩ Quỳnh Giang. Dạ, em xin chào chị Ngọc Huyền, chào anh Quốc Võ và xin chào quý vị khán giả thân thương. Xin chào tái ngộ đến quý vị khán giả thân thương và xin chào Ngọc Huyền cũng như là chào em Quỳnh Giang. Thưa tất cả quý vị, hôm nay chương trình Tình Ca Muôn Thở của Ngọc Huyền rất hân hạnh được chào đón MC ca sĩ Quỳnh Giang và nhạc sĩ Quốc Võ đã đồng hành gắn bó với Ngọc Huyền suốt 7 năm qua. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta hãy trải lòng với những tâm sự và những điều mà từ MC Quỳnh Giang chia sẻ với chúng ta quý vị nhé. Quỳnh Giang ơi, chị Ngọc Huyền được biết khởi nghiệp em là một MC rất là tài ba duyên dáng và nổi tiếng trên đài truyền hình toàn quốc và cũng là tiếng hát truyền hình từ những năm 2000, phải không em? Và cô gái đa tài hôm nay đã định cư tại Mỹ rồi, hiện sinh sống tại San Jose, miền Bắc California quý vị. Và rất là vui là Ngọc Huyền đã được sự hỗ trợ của đài truyền hình IBC TV cũng như đạo diễn Nam Long để lấy một cái ngày mà đúng lúc mà Quỳnh Giang sang miền Nam California. Thì Quỳnh Giang ơi, xin em cho khán giả cũng như chị được biết là em định cư tại Mỹ Túc từ năm nào và rời xa các chương trình đang hot tại Việt Nam, phải làm lại có thể nói là gần như từ đầu khi mà chúng ta đặt chân đến Mỹ với cuộc sống mới. Thì em gái có nhiều cái khó khăn hoặc là có những cái điều gì mà em muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị khán giả, xin mời em. Dạ, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị khán giả, là Quỳnh Giang xin đính chính chút xíu là tiếng hát truyền hình thì là em đạt giải năm 1998. Dạ. 98 lần hả, chứ không phải 2000 hả? Dạ. Wow, em tôi quá giỏi luôn. Rồi sau đó thì năm 1999 là em thi đậu vào đài truyền hình và em làm xướng ngôn viên truyền hình cho đến năm 2019. Là coi như đúng 20 năm hoạt động công việc truyền hình, làm báo và báo hình đó quý vị. Rồi Quỳnh Giang, rồi từ đó trở đi là Quỳnh Giang chỉ là dẫn chương trình thôi, còn hát thì thường xuyên là hát trong những cái chương trình từ thiện, cũng như chị cũng biết rồi đó, thỉnh thoảng đúng rồi, em mình vẫn đi hát chung với nhau. Dạ. Thì thật ra thì vì khi mà em sang đây định cư là năm ngoái, năm 2021, khi mà dịch bệnh COVID đang diễn ra rất là căng thẳng tại Việt Nam. Dạ. Thì vì hoàn cảnh gia đình, em phải đưa tất cả các con và gia đình của mình sang Mỹ để cho các con được đi học. Em không muốn các con bị gián đoạn việc học, cho nên là em đành phải hy sinh tất cả để mà qua đây làm lại từ đầu. Nhưng mà thưa chị là cũng không sao hết, là bởi vì trước đây em cũng thường xuyên qua Mỹ thăm biểu diễn. Dạ, đúng rồi. Dạ, chị có thấy. Cho nên là em cũng đã quen, cũng có rất nhiều bạn bè ở đây và gia đình bà con họ hàng của em ở từ Bắc Cali cho tới Nam Cali và ở các tiểu bang khác cũng rất là nhiều. Chỉ còn có Lộc một mình em là còn ở Sài Gòn thôi đó. Cho nên lần này thì mọi người đó bây giờ mới chịu qua đó hả? Mấy chục năm rồi mới chịu qua đó hả? Dạ, cho nên là cũng không có gì là ngỡ ngàng bỡ ngỡ. Nhưng mà chỉ có một điều là khi mà ở Việt Nam là em làm MC, mọi người đều biết tới em là MC chứ cũng ít ai biết tới em là ca sĩ. Tại vì em là ca sĩ từ hồi thiếu nhi nhỏ nhỏ, lần cùng thời với các ca sĩ Thúy Nga nổi tiếng bây giờ và các anh chị nổi tiếng ở Việt Nam. Thì năm 1999 khi mà vô đài truyền hình làm thì mình từ bỏ cái con đường ca sĩ thì cũng tiếc lắm quý vị, tiếc lắm chị. Nhưng mà lúc đó thì mình nói thôi, mình phải làm một công việc ổn định, có lương, có lương bổng ổn định để lo cho gia đình, giúp cho anh chị em, lo cho mọi người. Cho nên đành phải từ bỏ cái đam mê của mình. Nhưng mà em nói thôi, bây giờ khi mình qua Mỹ nha, là mình không làm MC nữa nha, không làm xướng ngôn viên nữa nha, mà mình sẽ quay trở lại đam mê của mình. Nhưng mà quý vị có biết không, khi mà qua tới đây rồi á, là
ta nói người ta cũng lại mời làm MC, coi như là nghiệp MC. Rồi em trong những chương trình thì em nói là được, em sẽ làm MC, nhưng mà phải cho em hát một bài. Coi như là dự ca sĩ. Nhưng có lẽ là sắp tới thì thôi tùy duyên đúng không chị? Tại vì tùy cái này duyên. Là ông tổ đã chọn mình rồi. Ca sĩ hay MC hay diễn viên điện ảnh hay người mẫu, bất cứ những cái công việc gì mà ở trên sàn diễn sân khấu xuất hiện trước công chúng thì cũng đều gọi chung là nghệ sĩ, đúng không chị? Đó, cho nên là mình đã kiếp trót yêu cái đời nghệ sĩ rồi, cho nên thôi làm gì cũng được. Miễn là được đứng trên sân khấu được thôi. Rồi. Và bây giờ thì Quỳnh Giang ơi, bài hát đầu tiên mà chị nghĩ nó cũng rất là phù hợp với tình ca muôn thuở, nhưng mà nó lại cũng rất phù hợp với lại dòng nhạc tỉnh thức, bởi vì đây là ngày mà chúng ta bước vào mùa Vu Lan báo hiếu. Thì không biết là chị biết em có rất nhiều nhạc phẩm về cha, về mẹ, thì không biết em có thể chọn một bài hát nào vừa tặng cho khán giả tình ca muôn thuở mà lại tặng cho các cha, các mẹ của chúng ta trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này. Em sẽ gửi đến tặng quý vị khán giả của chương trình cũng như là tặng cho chị và anh Quốc Bảo bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Trước khi mà Quỳnh Giang hát thì xin cho Ngọc Huyền được chia sẻ cái cảm xúc của mình qua cái lời tự tình mà Quỳnh Giang kể về cái bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ này làm cho chị Ngọc Huyền rơi lệ. Và chị Ngọc Huyền thấy anh Quốc Võ bên đó cũng vậy em à, anh cũng rưng rưng lệ bởi vì anh cũng là người xa mẹ từ nhỏ. Và quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta hãy lắng lòng để nghe tiếng hát của nữ ca sĩ và MC duyên dáng Quỳnh Giang của chúng ta quý vị nhé. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Lòng con sao nức nở, tuổi thân con khờ nó đói biết nhờ ai. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi, đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Thank you.
con khờ nó đòi biết nhờ ai. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình. Nắng dầm sương rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương. Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương. Nước mắt con tuôn trào, cảm ơn. Nhất là cũng sáng sớm chưa có hát gì hết, lần đầu tiên hát sóng, hát live lần đó quý vị. Hay quá em, rất là cảm xúc. Cảm ơn em đã gửi cho quý vị khán giả và đặc biệt là gửi cho chị cái bài hát mà tuy rằng là chị không có nằm trong cái hoàn cảnh mà xa mẹ, bởi vì vì phải là giống như là xa cách như là cả hai phương trời, nhưng mà cứ nhớ cái lúc mà tiếng mưa đó, những cái lúc mà chị đi lưu diễn xa đó, tại vì chị thì không ta phải là 12 tuổi như cái bài hát này, 14 tuổi. Hơn 2 tuổi một chút. Dạ hơn 2 tuổi một chút là chị, nhưng mà đó là lần đầu tiên xa nhà đi xuống dưới Hà Tiên hát đó em. Trời ơi, nhớ mẹ, nhớ bố quá trời luôn. Mà cũng may là lúc đó là chị đi với đoàn cải lương Quỳnh Long á, là có má của cô Bạch Mai sư phụ chị, rồi cô Bạch Lan là những người thân trong gia đình rồi, mà chị vẫn nhớ mẹ. Và đặc biệt là chị rất thích nhìn ngoài trời cái đêm mưa, rất là tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Và thưa quý vị, xin mời quý vị xem qua một số thông tin thương mại của đài Ngọc Huyền Show Tình Ca Muôn Thuở cùng với ca sĩ Quỳnh Giang và nhạc sĩ Quốc Võ sẽ trở lại ngay cùng quý vị ạ.